bằng mọi giá khuya nay em phải đột kích tới THOL Gym quận 12 tại 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12, lấy những món này về ngay cho anh, rất là quan trọng. Ngày hôm qua Duy Nguyễn đã có một lệnh nhanh, gấp gọn, bí mật cho tới Trần Đạt đem đến trên kệ của Duy Nguyễn những cái loại thực phẩm bổ sung mới, nguyên phụ sức mới, sức Bắc Âu mà cụ thể là Na Uy, trong một cái hành trình lên đến trên biển dài 5 tháng cực khổ. Ngày hôm nay đã đến với công ty VPT, mà những cái sản phẩm này á, là những sản phẩm mà Duy Nguyễn tâm đắc và chiến lược. Thật sự á, thì không có định quay clip đâu các bạn, quay chả làm gì hết á. Nhưng mà tại vì bữa nay là Duy Nguyễn không được khỏe. Bữa nay Duy Nguyễn hơi bị cái gì đó, nói chung qua bị bầu quá. Thì đang cũng có chút xíu vấn đề sức khỏe. Nên Duy Nguyễn xuống đây lấy cái loại này, mong đợi nhất lần này. Đây là một cái loại mà protein uống liền, nó rất là tiện các bạn. Rất là tiện, không phải quảng cáo. Thật sự cái này bạn mua khó hơn. Khó lắm, nhưng mà mua là mua nha. Uống liền để phục vụ bổ sung lại sức khỏe của mình. Nói chung là tiện đó mày. Sáng trưa chiều tối lúc nào cũng được, không còn phải pha rồi lắc gì đó, bỏ tủ lạnh, qua không bỏ tủ lạnh lấy ra bỏ uống luôn đó, làm không đó, như này bạn nó làm liền cho nó gọn. Trời ơi, da hổ độ này ngon lắm, cho bụi chút nha bạn. Lấy cái ly đi, lấy cái ly đi. Rồi em muốn không? Uống nè. Vâng. Uống nè. Giờ cho nó uống lại này anh ta. Thôi, còn gì đồ gì cũng là chủ mà. Uống mùi gì? Mùi gì cũng được anh. Điểm được không? Mày chắc uống sô-la đi. Không một phải lắc đâu các bạn. Không một phải lắc. Thôi ngu rồi. Mày là uống muỗng mà chọt vô nó hơi mất vệ sinh mày. Nói chung là mình xếp nó nhưng mà đâu có làm gì được, để nó khỏi chơi game luôn. Chọt nó hơi mất vệ sinh này, mùi gì ra mùi đậu phộng quá trời, mùi luôn, biết hết biết mùi gì luôn rồi. Ai một cái lọ này là 42g protein đó nha, cũng đùa đó nha ba, nó hơn lên bò đì 2g đó nè. Thấy cái chỗ này không, cái chỗ nó dư ra nè, chỗ dư nè, cầm lôi lên ba ơi, cho nó văng min. Đó, đẹp chưa? Không cần phải lắc luôn. Đó, ơi. Rồi, em uống rồi đi, chút xíu qua tròn ớt chứ uống. Chứ mình em uống xong hết. Rồi, chấm dứt cái lọ ở đây nha các bạn. Nói chung là này là như ngày như uống chừng ba bình á. Kêu là quay lại cái thở 4 bình. Có tiện thôi, để đây chân có như là đi xuống được hết rồi đó. Về có ít xịt ra, lọ nó không nhiều. Ủa, lọ này lọ dân chơi các bạn, nên lọ này ít lắm. Nên các bạn, mình mới nói với các bạn đó, là bạn mua cũng hơi khó. Đó, còn cái tên của cái hãng này nó dài lắm bạn. Duy là miếng độc đó, Duy nói là sức Na Uy. Duy không có bây giờ, chưa bây giờ GBA cái hãng này. Đó là lý do của Duy nha. Cái này là PF. Bạn kêu là sức PF, còn kêu là sức Na Uy gì đi cho nó gọn. Còn bạn muốn kêu tên, nó có tên. Nè, tên nó dài thọ luôn. Protein for bay cầm gì đó, bay cầm bay kẹp gì đó. Dài đó, nói chung thôi đừng 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 không cần biết tên, sức Na Uy cho nó có trăng nè. Tại cái gì đó của Na Uy nó đẳng cấp rồi bạn, nên mình lấy cái chữ Na Uy ra mình PR cho mình sức luôn, thì nó sẽ dễ nhồi sọ các bạn hơn nha. Bảo đảm nói câu này chắc không các bạn cũng giận mình lắm, nhưng mà giờ nó không cảm mệt quá, xuống đây là video trách nhiệm thôi. Còn những cái dòng này các bạn, thị trường Việt Nam hàng hầu như là chưa có. Cái này là bột, cái loại này là bột nha các bạn, nhưng mà không phải là cái bột, bạn bỏ vô bạn uống. Mà cái bột này nè, bạn đổ vô nước, bạn quậy như trứng vậy đó. Bạn quậy như cái trứng vậy đó, hiểu không? Cái trứng gà nó dịch á. Bạn quậy vô đó xong bạn để cái chảo không dính, bạn để ập nước ập phát bột vô 30 giây. Xong, nó như chiên trứng vậy đó bạn. Nói chung cái này làm như chiên trứng vậy đó. Rồi xong nó sẽ thành cái dạng bánh. Để vô bỏ vô miệng mà ăn. Nó kêu là bánh protein.
rồi này Duy rất thích nè, để thấy ông Thịnh làm ra hình bánh này nè. Duy ăn rồi, Duy ăn rồi các bạn, thích lắm nên mới nhập. Nói chung để mà nhập cái phát triển một cái sản phẩm nào đó thì thường nó phải có gì đó đặc biệt, nó phải có một gì đó nó ấn tượng thì Duy mới là nhập, chứ còn không thì Duy không dễ nhập hết. Cái loại này đừng coi thường, đừng coi thường, cái loại này Duy sẽ review riêng. Cái loại này Duy review riêng nó rất là tiện các bạn. Ở trong cái hộp này nó sẽ có một đống túi, và trong đống túi nó sẽ có một đống bột. Đó, cái này rất là tiện nha, nó tiện ở cái chỗ á là bạn mua cái này xong bạn lột ra, bạn tháo và bỏ vô cái vỏ, nó nhỏ nhỏ như có lim vậy đó. Mà cái này có tác dụng, nó là đẹp da, nó đẹp da chứ nó là protein thôi. Nhưng mà cái thằng này protein là protein gì? Protein gì nghe đồn như protein cá hồi thì phải ra. Wow. Thằng La Huy rất mạnh với cá hồi nha mọi người. Các bạn ăn cá hồi này kia này, protein từ cá hồi. Đó, bạn thấy không, nó chứa tới 23% collagen, 23% collagen, nên này tác dụng chính của đẹp da mà protein chất lượng cao từ cá hồi vậy thôi. Thì cái này là Duy uống để cho duy trì cái thằng da tuổi 36 của mình, không có gì nhạy căng đó, nhỏ thôi. Rồi dưới cái nhỏ mà là cái bự nè, cái này nè, đẹp quá thật sự đấy. Khi mà nhập sức Na Uy là cái sản phẩm này là nó đấu tranh tư tưởng của Duy nhiều nhất. Có lần nhập chúng ta nhập xong rồi lên gặp mấy ông nội nhai lại chứ ai ngày xưa Duy Nguyễn chê gì, chê cái gì Sim Sơn hả, Duy Nguyễn chê gì Sim ăn quá giờ ông nội cũng dám bán chơi nguyên vũ luôn. Cái này nó bự lắm nha các bạn, nó tới 7 kg mấy rồi đó, nó nặng lắm, nó nặng lên, nó phải làm một cái hộp này cho nó chắc, cái bịch sao nó bể. Mà đường xá xa xôi mua phùng này loại mà thêm cái tiêu chuẩn của vùng châu Âu, Bắc Âu á, tiêu chuẩn nó cao lắm. Mà nhìn thấy cái bịch, cái hũ này nó cũng xịn sò rồi, nó cũng là khá là đẹp, đó không? Tất nhiên là Duy không phải là quảng cáo, nên Duy không có nói về thành phần. Duy nói là cái này là cái dòng mask cao năng lượng, dòng mask cao năng lượng của súp châu Âu. Thì một cái hãng súp nó sẽ có một số dòng mà gọi là dòng chủ lực, thì Duy sẽ nhập phân phối những dòng chủ lực đó thôi. Đây là súp mask cao năng lượng dành riêng bạn nào mà ốm ốm, cần tăng cân, tăng cơ hay là phục hồi thể lực sau bệnh gì đó, ốm yếu gì đó, giảm vậy. Thì đó là mask duy nhất của cái hãng Bắc Âu. Tiếp theo tới quay thì BBT không có quay này, quay tóc. Chương trình này như cho nó lướt sản phẩm thôi, tại vì mà để hiểu sản phẩm của Bắc Âu nó theo cái chuẩn khác. Thằng Bắc Âu á, cái nutrition này nè, phải dịch lại, phải lược lại thì các bạn có thể hiểu được. Chứ bạn nhìn nutrition này đầu tiên mình nhìn sẽ lạ, nó không giống như chuẩn Mỹ. Các bạn Mỹ thì nhìn quen rồi, còn này nhìn nó hơi lạ một tí. Cái hàng này là quay tất đó. Quay của Bắc Âu sẽ là phân phối loại quay này. Còn bây giờ mình đi qua mùi thì á, là mask này á, nó có hai mùi. Đầu tiên á là mùi sô-cô-la, thứ hai là mùi dâu, nó có mùi vanilla. Không biết không có hẹp kia nó không lấy, không biết à, nó gì không biết nha. Rồi thằng quay á thì mùi nó nhiều hơn, được 3 mùi. Đây là mùi dâu, còn này là mùi sô-cô-la, trên là mùi vani. Còn thằng bên cây hình như có một mùi bên cây bánh là một mùi. Rồi thứ hai á là cá hồi này chắc được nhiều mùi nè, cá hồi này hai mùi á. Mùi này mùi lu, raspberry. Còn mùi nữa là mùi trái cây, nói chung mùi dâu với mùi trái cây. Đó thì đó là tất cả những cái sản phẩm, đúng không, của súp Bắc Âu đã có mặt tại BBT. Và đây cũng là những cái sản phẩm bán chiến lược trong cái dịp Tết luôn. Nó bên cạnh những cái sản phẩm truyền thống thì đây là những sản phẩm mới, nó truyền một cái làn gió mới đến cho cộng đồng gamer và cộng đồng người yêu thể thao mà thích những cái loại thực phẩm mà nó xanh sạch đẹp luôn. Duy Nguyễn không chỉ bán súp cho gamer, nhưng bạn không phân phối súp cho gamer. Súp là dành cho đời sống, súp là dành cho vận động, súp là dành cho thể hình. Và những cái sản phẩm mà Duy Nguyễn phân phối nó luôn là một cái chất lượng và phân khúc cao hơn thị trường khá là nhiều. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đây các bạn giới thiệu những sơ sơ những sản phẩm của súp Bắc Âu. Xong cái video này thì thời gian sau Duy Nguyễn sẽ làm tiếp những video review sâu sắc hơn về từng sản phẩm riêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.